Thuốc tim mạch. Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1. Phân tích được tính chất lý hóa của nhóm thuốc tim mạch để ứng dụng trong kiểm nghiệm các thuốc trong trường. 2. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, giải quyết vấn đề và tự tổng hợp kiến thức. Thuốc điều trị bệnh tim mạch là những loại thuốc tác động đến hoạt động của tim và mạch máu. Để điều hòa hoạt động của tim cũng như chống co thắt mạch máu, người bệnh cần biết thuốc tim mạch gồm những loại nào, nắm rõ công dụng của thuốc để hiểu về quá trình điều trị của mình. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu 5 nhóm thuốc điều trị bệnh tim mạch. 1. Thuốc chống loạn nhịp tim. 2. Thuốc trợ tim. 3. Thuốc chống đau thắt ngực. 4. Thuốc điều trị tăng huyết áp. 5. Thuốc hạ lipid máu. Thuốc chống loạn nhịp tim tác động vào các yếu tố điều hòa nhịp tim, như trao đổi ion qua màng, tính chất điện tim. Người ta thường phân loại thuốc dựa vào khả năng tác động vào tính chất điện tim. Theo Vaughan, William 1970, các thuốc chống loạn nhịp tim được phân thành 4 nhóm. Nhóm 4. Thuốc phong bế kênh canxi, viết tắt từ calcium. Thuốc tác dụng cản trở ion canxi qua màng tế bào cơ, làm chậm khử cực màng, giãn cơ kéo dài. Theo tính trội tác dụng, các thuốc phong bế kênh canxi dùng cho các mục đích sau. Chống loạn nhịp tim, verapamil là đại diện. Điều trị chứng đau thắt ngực, diltiazem. Chống tăng huyết áp, gồm dẫn chất 1-4 dihydropyridine và thuốc cấu trúc khác. Nhóm 1. Thuốc ức chế kênh natri cộng nhanh, tức các thuốc ổn định màng. Nhóm 1 còn được chia thành các phân nhóm 1, A, 1, B, 1, C. Căn cứ vào khả năng thuốc ảnh hưởng đến thời gian tái phân cực màng tế bào cơ tim và điện thế kích thích, 1, A, kéo dài, 1, B, rút ngắn, và 1, C, không ảnh hưởng. Nhóm 2. Thuốc phong bế beta-adrenergic, atenolone. Nhóm 3. Thuốc làm giảm lưu thông ca, giảm dẫn truyền điện tim, bezetilium, amiodarone, kinesin sulfat. Kinesin sulfat, lý tính, bột kết tinh hình kim, màu trắng, vị rất đắng, bị biến màu khi để lâu ngoài không khí và ánh sáng, tan trong ethanol, khó tan trong nước, clorofox, không tan trong ete, hóa tính, tính 3 giờ và dễ bị oxy hóa, do nhóm vinin. Định tính, huỳnh quang, pha kinesin sulfat vào dung dịch axit sulfuric loãng, cho huỳnh quang xanh lờ trong ánh sáng UV. Phản ứng thaleokinin, phản ứng chung của các alkaloid. Dung dịch kinesin, thêm nước bờ rôm. Tiếp theo thêm ammoniac, xuất hiện màu hồng chuyển nhanh sang xanh lục. Dung dịch cho phản ứng của ion SO42 trừ, kết tủa bazi sulfat với bazi clorit. Sắc ký lớp mỏng, so với kinesin sulfat chuẩn. Định lượng, phương pháp axit bazơ trong dung môi axit acetic khan. Dung dịch chuẩn axit perchlorid 0,1 mg, chỉ thị đo điện thế. Công dụng, thuốc chống loạn nhịp tim. Chỉ định, loạn nhịp tim, đặc biệt loạn nhịp tâm nhĩ. Tác dụng không mong muốn, hạ huyết áp do tim bị phong bế. Về verapamil hydrochlorid. Tính chất, bột kết tinh màu trắng hoặc gần như trắng, tan trong nước, chloroform, hơi tan trong ethanol, hầu như không tan trong ete, nóng chảy ở khoảng 144 độ C. Định tính, hấp thụ UV, sắc ký lớp mỏng hoặc phổ IR, so với verapamil hydrochlorid chuẩn. Định lượng, phương pháp acid bazơ, chuẩn độ bằng acid perchlorid 0,1 mg. Trong dung môi axit acetic khan, chỉ thị đo điện thế. Công dụng, chống loạn nhịp tim. Chỉ định, loạn nhịp tim. Dạng bào chế, ống tiêm 5mg trên 2ml, viên 40 và 80mg. Tác dụng không mong muốn, hạ huyết áp quá mức do giãn mạch ngoại vi. Thuốc trợ tim là các thuốc dùng điều trị suy tim.
Cơ tim co bóp yếu không đưa hết máu từ tim vào cơ thể. Theo nguồn gốc, các thuốc được phân biệt thành hai loại. Các glycoside trợ tim, thiên nhiên, và thuốc tổng hợp hóa học. Glycoside trợ tim. Cấu trúc, heterozygenin-OOZ. Phần genin cấu trúc steroid. Phần OZ là các đường hiếm. Chế phẩm đầu tiên là glycoside chiết xuất từ lá một số loài dương địa hoàng. Hoạt chất dùng trong điều trị gồm digitoxin, digoxin. Tiếp theo là OAben từ sertozofantus SP, acetin sertozofantidin, genin, từ coccyosus SP. Pyrosin lazidin từ derzimia magitina, họ liliaceae. Độc tính, digitolis có giới hạn an toàn hẹp, tích lũy. Nên dễ gây quá liều khi thấy loạn nhịp tim là bắt đầu, ngộ độc. Giải độc bằng các thuốc đối kháng. Như lizocaine, edetatnachi, quinidine, procainamide. Digitoxin, digoxin. Là thuốc tổng hợp hóa học. Digitoxin. Tính chất. Bột kết tinh màu trắng, không mùi. Tan trong nước, dễ tan hơn trong ethanol, chloroform. Alpha D bằng cộng 4,8 độ. Định tính. Hòa tan vào ethanol 60%, thêm vài giọt axit dinitrobenzoice và vài giọt natri hydroxit loãng, xuất hiện màu tím. Dung dịch trong axit acetic khan có sắt 3 clorogic. Khi cho tiếp xúc với axit sulfuric đậm đặc, xuất hiện màu xanh. Sắc ký lớp mỏng so với digitoxin chuẩn. Định lượng. Phương pháp đo quang. Theo phản ứng tạo màu giữa digitoxin với dung dịch natri picrat kiềm. Đo ở 495 nanomet. Tiến hành đồng thời với digitoxin chuẩn. Chỉ định, suy tim, uống phát huy tác dụng chậm, kéo dài 14 ngày. Digoxin. Nguồn gốc, được chiết xuất từ lá cây dương địa hoàng. Tính chất, bột kết tinh màu trắng, không mùi. Tan trong ethanol, chloroform, tan ít trong nước. Nóng chảy ở khoảng 23 độ C. Định tính, định lượng, tương tự như digitoxin. Công dụng. Làm tăng lực bóp cơ tim, tăng nhịp tim. Dùng điều trị suy tim. Thuốc chống đau thắt ngực. Các thuốc tác dụng giãn động mạch vành. Làm mất triệu chứng đau thắt ngực. Có 4 nhóm thuốc, khác nhau về cấu trúc và cơ chế tác dụng. Nhóm 1. Các nitrat hữu cơ là các este giữa axit nitric với polyalcohol mạch 3-6 carbon. Định tính, định lượng, phản ứng tạo màu giữa axit nitric với axit phenol sulfonic. Trong môi trường axit acetic, các nitrat hữu cơ phân hủy ra axit nitric, nitro hóa axit phenol, disulfonic cho màu vàng cam. Chuyển sang đỏ với ammoniac do tạo muối amoni, nitro phenol, sulfonat. Dùng phản ứng màu cho mục đích định lượng. Sau khi tạo màu đỏ, đo độ hấp thu ở 405 nanomet. So sánh với chuẩn là dung dịch KNO3 0,1335 g trên 500 ml. Tạo màu đỏ theo cùng phản ứng. Tác dụng, các nitrat hữu cơ giải phóng oxit nitơ trực tiếp gây giãn động mạch. Kể cả động mạch vành, điều hòa lượng máu về tim. Nitroglycerin. Tính chất. Dạng nguyên chất ở nhiệt độ thường. Nitroglycerin là chất lỏng dầu, màu vàng nhạt, vị hơi ngọt. Không tan trong nước, dễ tan trong ethanol và nhiều dung môi hữu cơ. Khối lượng riêng 1,60 g trên cm khối, hấp thu UV. Cực đại hấp thu ở 270 nanomet. Dễ bị thủy phân ở pH kiềm và axit cho axit nitric và glycerin. Dễ nổ khi va chạm và nhiệt. Vì vậy chế phẩm dược dụng không để nguyên chất, mà pha thành dung dịch 9-11% trong ethanol 96%, đảm bảo an toàn. Định tính, đốt trong kali sunfat khan, tạo acrolein mùi khó chịu, glycerin. Phần nitrat có phản ứng tạo màu với axit phenol sulfonic, mời các bạn xem lại phần chung. Định lượng, phương pháp đo quang sau khi tạo màu với axit phenol sulfonic. Công dụng. Thuốc đặc hiệu chống cơn đau thắt ngực cấp. Tác dụng không mong muốn. Giãn mạch ngoại vi gây hạ huyết áp, đỏ vùng cổ.
chống chỉ định, người huyết áp thấp, tăng nhãn áp. Tác dụng không mong muốn. Giãn mạch ngoại vi gây hạ huyết áp, đỏ vùng cổ. Chống chỉ định, người huyết áp thấp, tăng nhãn áp. Thuốc điều trị tăng huyết áp. Thuốc điều trị tăng huyết áp được phân loại theo cơ chế tác dụng, gồm các nhóm. Thuốc phong bế beta adrenergic, mời các bạn xem lại chương 10. Thuốc phong bế kênh canxi làm hạ huyết áp. Thuốc tác động hệ thống renin-angiotensin. Thuốc chống tăng huyết áp tác động trung ương. Thuốc giãn mạch trực tiếp làm hạ huyết áp. Thuốc phong bế kênh canxi làm hạ huyết áp. Các phương pháp định lượng. Phương pháp axit bazơ trong axit acetic khan. Dung dịch chuẩn là axit perchlorate 0,1 mg. Chỉ thị đo điện thế, dựa vào tính bazơ. Phương pháp đo CG. Dùng dung dịch chuẩn là CG amoni sulfat 0,1 mg, chất oxy hóa. Trong phản ứng, phần dihydropyridine bị oxy hóa thành pyridine. Phương pháp, sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao. Tác dụng, phong bế kênh canxi cơ trơn mạch máu gây giãn mạch, hạ huyết áp. Tác dụng không mong muốn. Giãn mạch gây hạ huyết áp quá mức khi không có điều chỉnh liều. Nhất là khi phải dùng thuốc kéo dài. Hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, phù ngoại vi. Nifedipine. Tính chất. Bột kết tinh màu vàng nhạt, bị biến màu khi tiếp xúc ánh sáng bước sóng ngắn. Không tan trong nước, tan trong ethanol, metanol, ether. Định tính, các phép thử như nói ở phần chung. Định lượng, bằng một trong các phương pháp chung. Công dụng, thuốc chống tăng huyết áp, hấp thu tốt khi uống. Chỉ định, tăng huyết áp. Chất đối kháng thụ thể angiotensin 2. Angiotensin 2 là yếu tố gây tăng huyết áp. Thời gian gần đây, phát triển loại thuốc tác dụng theo cơ chế phong bế cạnh tranh. Với angiotensin 2 trên thụ thể, làm giảm hoặc mất hiệu lực của angiotensin 2, hạ huyết áp. Danh mục thuốc: Losartan Kali, Candesartan, Telmisartan, Valsartan. Các thuốc tương tự nhau về tác dụng, chỉ định và tác dụng không mong muốn, chỉ khác nhau về tính chất dược động học. Thuốc chống tăng huyết áp tác động trung ương. Thuốc tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên thần kinh trung ương, hạn chế tác dụng giao cảm lên thành mạch máu. Một số chất gây giảm hưng phấn của trung tâm vận động, làm hạ huyết áp. Phân loại theo cấu trúc phân thành các loại. Dẫn chất kiểu ketolamin, metindopa. Dẫn chất imidazole, clonidine và các dẫn chất. Metindopa. Tính chất. Bột kết tinh màu trắng, tới trắng ánh vàng. Hoặc dạng tinh thể không màu. Tan ít trong nước, ancol. Tan tự do trong axit vô cơ loang. Không tan trong ete. Hóa tính, dễ bị oxy hóa bởi oxy không khí, ánh sáng, lưỡng tính, axit amin. Định tính. Trộn methyldopa với vải giọt dung dịch tetrahydrogen. Trong axit sulfuric đặc, xuất hiện chậm màu hồng đậm. Thêm nước chuyển sang màu vàng. Cho muối màu tím đỏ với sắt, 2, tác tờ giác ở pH 8,5, phenol. Định lượng bằng các phương pháp axit bazơ trong axit acetic khan, axit perchlorate 0,1 mg, đo điện thế, đo quang sau khi tạo màu đỏ với sắt, 2, ta chát, đo ở 520 nanomet. Công dụng: thuốc tác động trung ương làm hạ huyết áp. Chỉ định: điều trị tăng huyết áp. Tác dụng không mong muốn: buồn ngủ, trầm cảm, mệt mỏi. Thuốc hạ lipid máu. Liên quan giữa mức lipid trong máu với bệnh tim mạch. Người ta nhận thấy có sự liên quan giữa mức lipid trong máu với chứng xơ vữa động mạch và các yếu tố ảnh hưởng đến tính bền vững mạch máu gồm hàm lượng cholesterol và triglyceride trong máu, các lipoprotein gồm các loại VLDL, very low density lipoprotein, lipoprotein tỷ trọng rất thấp, LDL, low density lipoprotein, lipoprotein tỷ trọng thấp, HDL, High Density Lipoprotein, Lipoprotein tỷ trọng cao. Vai trò các lipoprotein. LDL tích lũy cholesterol. VLDL tích lũy triglyceride.
HDL thu gom, vận chuyển cholesterol khỏi mạch. Tác dụng: hạn chế tác động của các yếu tố gây tăng mức cholesterol và triglycerides trong máu như axit mật, các lipoprotein tích lũy lipid, enzyme tổng hợp cholesterol. Tăng HDL để phát huy khả năng thải loại lipid ra khỏi thành mạch. Phân loại: các loại thuốc làm hạ mức lipid trên máu gồm vitamin PP, niacin, axit nicotinic, dẫn chất axit azelaic, nhựa trao đổi anion, thuốc dẫn chất axit phenoxyisobutyric. Tác dụng: hấp thụ các axit mật ở đường tiêu hóa, hạn chế hấp thu nguyên liệu cho sinh tổng hợp.